Mình hỏi câu này các bạn phải trả lời thật nhé. Là dạo gần đây các bạn có đang bị ám ảnh với cái thể loại video AI mà hai con động vật chúng nó đang kiểu như là đấu đá nhau, mút nhau, chơi nhau, sau đó chúng nó hợp thể lại với nhau thành một con động vật mới mà nó ngầu lòi bá đạo hơn không? Thế với các bạn luôn, là mình ám ảnh cực kỳ luôn đấy. Đến nỗi mà nửa đêm mình đang ngủ, mình kiểu mơ thấy ác mộng luôn các bạn. Nhạc nó tự chạy trong đầu luôn. Cái gì mà các bạn quên cái đoạn vừa rồi ấy nhá. Mặc dù là mình biết nó hơi đần độn một tí, nhưng mà thật ra là nó là cái thể loại video kiểu như thế này này. Đó 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 đó, không hiểu tại sao mà nó nhảm vãi cả trường, nhưng mà xem vẫn cuốn các bạn ạ. Một khi mà đã ấn vào xem rồi là phải xem từ đầu đến cuối, xem là trong video đấy người ta làm những con vật gì, rồi làm cả những siêu anh hùng gì nữa cơ. Nhưng mà sau khi xem xong thì mình lại có một thắc mắc, đó là họ đã cho hợp thể rất là nhiều loài động vật, rồi là nhiều loài siêu anh hùng rồi, nhưng mà tại sao họ lại không cho hợp thể những nhân vật anime nhỉ? Ừ, không lẽ AI họ không xem anime? Ừ, AI không phải weeaboo. Thế thì mấy thằng AI này, Jack, mấy thằng AI này, cút 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 cút, mấy thằng AI này, nói chung là dưới đáy của xã hội các bạn ạ. Và hello, xin chào tất cả các anh em weeaboo đã quay trở lại với đế chế của Hai Cá TV. Và lại là mình, weeaboo chúa của các bạn này. Ngày hôm nay thì mình sẽ đòi lại danh dự cho những anh em nào mà đang là weeaboo, và cũng như là dạy cho những con AI ngoài kia biết là thế giới weeaboo nó rộng lớn, hoành tráng như thế nào. Nó đẹp đẽ hùng vĩ hơn là những cái con động vật gọi là bình thường của chúng mày, và cũng như là những siêu anh hùng nó gọi là phế phẩm của chúng mày nữa. Và con AI sẽ đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, đó chính là con Dreamina, một cái tên nghe khá là Nhật Bản đấy. Thì đây là mình đã có một vài cái demo kiểu như là Luffy hợp thể với lại Katakuri rồi này, nhưng mà mình vẫn chưa thấy nó gọi là sao ta, nó gọi là thật sự là real cho lắm. Nên là ngày hôm nay mình đã có thêm một chút chỉnh sửa để làm sao cho cái ảnh hợp thể này nó sắc nét hơn và nhìn nó gọi là bá đạo hơn. Thì trước hết là mình sẽ cần phải có một cái hình tham chiếu kiểu như là mô tả lại cái phong cách ấy các bạn. Nói chung là một cái phôi để mà chúng ta có thể đè cái nhân vật của chúng ta lên. Thì đây chính là nhân vật Katakuri, thể hiện rất rõ những chi tiết của Katakuri luôn nhỉ. Nào là từ trang phục này, rồi đến sức mạnh là có cả trái mochi các thứ này. Ok, thì mình sẽ cần phải ấn vào cái phong cách này, kiểu như là để cho nó vẽ lại theo cái phong cách này. Và cường độ thì sẽ tầm 80 thôi, 80 đến 70 là vừa. Hả? Thì sao lại từ 80 đến 70, từ 70 đến 80 chứ? Tỷ lệ sẽ là 9 x 16. Sau đó ở đây chúng ta sẽ ghi một cái dòng chữ, nó có tên là Draw Luffy. Enter và chờ kết quả. Và đây rồi, những bức hình đầu tiên của chúng ta. Nhưng mà có điều sao nó... Ừ, đúng là nó do AI tạo ấy các bạn ạ. Đó, thì đây chính là Luffy hợp thể với lại Katakuri nha. Nhưng mà mình vẫn chưa ưng lắm, bởi vì là nó chưa có cái độ sắc nét và độ chi tiết trên gương mặt như thế này này. Nên là mình sẽ tăng cái này lên, tăng chất lượng lên. Ai da, và sau khi mà tạo xong thì mình thấy cái ảnh này gọi là cái ảnh ưng ý nhất này. Thì vẫn giữ cái độ gọi là ngầu lòi của Luffy nha. Và có thêm một tí cái gọi là lông lá của Katakuri này. Xung quanh này chắc là mấy cái kiểu khói này là chắc là bột đấy các bạn ạ. Thì đây chính là Luffy mà sau khi mà ăn trái bột, và vẫn như là hợp thể với Katakuri do AI tạo ấy các bạn. Ở có điều là sẹo biến bao đầu mất nhỉ? Ủa, hay là sau khi mà ăn trái bột xong thì kiểu sức mạnh nó mạnh hơn trái cao su ta, nên là không có sẹo nữa ta. Ở cũng hợp lý đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ qua đến nhân vật tiếp theo, đó chính là Zoro. Sau khi mà hợp thể với lại Katakuri nó sẽ như thế nào? Draw Zoro. Ui trời ơi, ui xuyên ngầu lòi vai trưởng luôn. Anh chàng đầu tảo chúng ta bây giờ không còn là đầu tảo rồi, mà là đầu kiểu đầu tím mộng mơ. Đây, ảnh đầu tiên. Ôi, xem mà mình nhìn cứ thấy giống lò đấy nhở. Nó vẫn ngầu các bạn ạ. Ui, nhiều kiếm vai trưởng luôn. Ngon độ sắc nét này. Cứ phải gọi là nét mướt mượt mượt luôn đấy chứ. Đây, ảnh này có vẻ như là mình thấy ưng ý nhất luôn này. Đó là vừa có nhiều kiếm này, vừa gọi là cái đầu vẫn là cái đầu gai gai các thứ này. Và sao ta, skin nó vẫn toát lên một thứ gì đấy, nó gọi là Zoro các bạn ạ. Ok. Đây, 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 cái này mới ngon, cái này mới mờ lem này. Úi giời ơi, có điều là AI này tạo kiếm nó vẫn hơi củi bắp tí nhở. Kiếm cứ đâm lung ta lung tung cái này. Ủa, nhưng mà kiếm có khi nào là kiếm này là từ tạo ra từ trái bột lung ta. Ừ, thấy kiếm nó đâm vào bột này, nó hay đấy. Bây giờ không thích Zoro nữa, bây giờ mình sẽ cho gọi là sao ta, Sanji đi. Ấy trời ơi, ngon luôn. Sanji mà sau khi mà ăn trái bột xong là khỏi che một mắt luôn các bạn ạ, lật hai mắt luôn. Ừ, tuy là đã lật ra hai mắt nhưng mà vẫn giữ cái phong thái của Sanji ấy. Ừ, có điều là sao này nó còn nhụm lai giữa vàng với lại tím là như nào ta. Lại còn cầm thêm cái chảo nữa chứ. Hay đấy, hay đấy, ai này có sáng tạo đấy. Mà cái này mới buồn cười này. Mấy thằng này chính xác là thằng nghiện luôn chứ không còn là Sanji nữa các bạn ạ. Mấy đầu trái tim lại còn nửa vàng nửa tím này. Cái đèn xanh đèn đỏ chơi. Đây, cái cuối cùng đấy mới ngầu này. Cái cuối cùng vẫn luôn là cái đẹp nhất luôn nha các bạn. Thì mấy cái lỗ mà có bông bông lông lông lá lá trên người này hình như là kiểu thể hiện là trái bột đạn bắn xuyên thủng qua được đấy các bạn, kiểu thế đấy. Nhưng
nhưng mà sao vẫn có mũ nhở? Sanji có hai đội mũ đâu ta? Và có vẻ như là cái ảnh Katakuri kia nó hơi cùi các bạn ạ. Ảnh Katakuri kia kiểu như là nó là fan art đấy, nên là cái độ sắc nét và cũng như là độ chi tiết nó vẫn chưa cao, nên là mình có chuyển sang một cái ảnh mới. Đây cường độ vẫn là 70 nha. Và đây mình sẽ chuyển qua khổ ngang đi, 3x2 đi cho nó hợp với lại cái hình ảnh này. Đó, vừa khít khịt khịt luôn. Lưu. Bây giờ mình sẽ vẽ lại từ đầu nha. Mình sẽ vẽ từ Sanji trước. Ok, tạo này. Sanji mà sau khi theo một cái phong cách nó ngầu lòi hơn xem như thế nào nào. Cầm cái thương bột. Có cầm được thương bột không? Đấy ôi, Sanji mà sau khi mà hợp thể với lại Katakuri các bạn. Me quả đầu gai góc thế nhờ, xung quanh này. Mấy cái này là mấy cái kiểu như là bột xong rồi tẩm gọi là haki vũ trang vào đấy hả? Hay đấy, hay đấy. Còn lại thêm con gì đằng sau nữa này. AI này lỏ thế nhờ. Mà cũng khá là ok. Thì đây là phiên bản mà mình tăng kiểu cái độ hòa trộn, cái độ nhái cái phong cách này nó lên 100% luôn đấy. Thì đây, ui xổi ôi. Cái này mới là ngầu này các bạn. Ui xổi ôi. Mấy tóc tai các thứ kìa. Còn cái này là mình hòa trộn theo kiểu là 70%. Thì nó vẫn sẽ giữ lại một số đặc điểm kiểu Sanji như là tóc vàng này. Nhưng mà trang phục thì kiểu như là kiểu như là nó gai góc hơn các bạn. Sao ảnh này giống gì ra solo leveling nhỉ? Ui, cái này kìa. Mẹ nhìn nó ngầu. Ui, dâu lại sâu dâu bạc mà lại tóc vàng sao ta? Lỏ đấy, nhưng mà cái này ngầu này các bạn. Mẹ cái này vừa có gai bột này, xong lại vừa kiểu phong cách của Sanji này, có điều là tóc của Sanji không còn kiểu dài như lúc trước nữa mà là cắt ngắn theo của Katakuri luôn. Rồi, bây giờ đến thằng đầu rêu Zoro. 100% Katakuri sẽ như thế nào đây? Ui trời ơi. Ui trời ơi, mẹ bịt mồm luôn mà. Anh nhớ là anh đầu dê của mình đâu có nó lắm đâu mà sao bịt mẹ mồm anh lại luôn rồi. Mà cơ bụng này. Ui mẹ bao nhiêu mũi đây? 2 4 6 8 10 12 14 mẹ cơ bụng nó từ dưới rốn lên đến tận trên cổ luôn mà. Ác độc thật sự luôn ạ. Mẹ cầm cái kiếm nó cũng ba nữa. Bây giờ thay vì cầm kiếm là cầm thêm cả chì gai rồi các bạn. Mẹ nó ngầu. Ui cái này cũng mờ lem vé đây, cơ bắp như thế này luôn cơ mà. Đó, nó không còn kiểu ốm đói gầy gục giống như là cái mấy cái ảnh trước nữa. Ảnh trước kiểu như là hơi cùi. Ở đây phong cách đây. Gai góc thế này mà lông lá thế này cơ mà. Ngầu đấy. Rồi, bây giờ nó là bước quan trọng nhất này. Chúng ta sẽ vẽ Luffy với phiên bản Katakuri gọi là gai góc. Hợp thể. Let's Sparta. Tăng. Ui trời ơi. Ui trời ơi, mẹ không hiểu là mấy cái thằng AI này kiểu như là nó không tạo được cái gai nào mà nó kiểu mượt mượt hơn tí người ta. Nó tạo bột toàn bột sắc nhọn không các bạn ạ. Nhưng mà cũng ngầu cũng được đấy. Luffy này là bắt đầu có sẹo đây này. Như này mới chất này các bạn. Áo thì áo nó vẫn đẹp nha. Áo tức là áo nó không kiểu bị đen giống như là bên Zoro với lại bên Sanji. Mà áo kiểu như là nó thành kiểu màu tím như này luôn này. Nhìn ngầu đấy. Ui ngầu đấy. Cũng gọi là được đấy. Cái cuối thì đẹp này. Cái cuối sao giống ngạ quỷ Tokyo ấy nhở. Cái mũ rơm mà bây giờ thành cái mũ tím luôn rồi à, vẫn giữ lại cái sẹo bên mắt luôn này. Ngon. Lại còn chỉ như này là chỉ như nào chỉ đâu ta. Cũng được đấy. Luffy mà có cái này. Thì Luffy có trái ác quỷ gọi là Mochi nó cũng không khác bọt với lại cái gì ta. Cái trái cao su kia lắm. Bây giờ mình sẽ chuyển qua khổ dọc xem nó như thế nào nè. Ui dồi, áo sao áo dài thế. Mẹ áo dài này đánh nhau kiểu gì chơi. Ui dồi ôi, hợp thể này á, nhóc con này á. Cái này ngầu này, cái này, ui, cơ bụng không này. Mẹ, công nhận là AI này cũng thích mũi phết nhờ. Con này là gì? Cái này lấy cái bồn cầu úp lên đầu hay gì trời. Cũng được đấy, cũng độc lạ bình dương phết đấy. Ok, thì đấy là tất cả những gọi là nhân vật One Piece mà mình có thể nghĩ ra để hợp thể với lại Katakuri. Thì mấy cái nhân vật kia kiểu như là nó không nổi tiếng bằng ấy. Là mình không biết là AI nó kiểu có biết được mấy nhân vật đấy hay không. Mình sợ kiểu ví dụ là bây giờ mình cho Big Mom đi. Đấy thì không biết là nó có vẽ ra được như thế này hay không cơ. Nào Big Mom ăn trái bột. Ôi dồi ôi đấy, các bạn thấy chưa? Big Mom ăn trái bột này. Đó thì nó kiểu AI nó vẫn chưa nhận biết được những nhân vật này ấy, nên là vẽ ra thì nó vẫn chưa chi tiết được, nên là mình chỉ lấy những cái nhân vật nào nó gọi là nổi tiếng nhất One Piece thôi thì AI nó sẽ biết và nó sẽ dễ nhận ra. Chứ còn đây là cái thằng cha nào chứ không phải Big Mom đấy đâu.